Đây guitar Honeybee, Honeybee W15. Đây, này mình thanh lý cái đàn đẹp, đây là đẹp mà giá lại rất là rẻ nha. Cái Honeybee này series nó là W15, giá mình thanh lý là 1.400.000 nha. 1.400.000 rất là rẻ. Thông tin của cây đàn và thông tin cửa hàng kèm với số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả. Có gì anh em coi ở phần đó giùm nha. À, đây, cây đàn rất là đẹp. Mặt tốp nè. Thấy không? Hầu như là nguyên mới luôn, bóng láng mới hết. Cái eo đàn bên đây. Rất là đẹp nha. À, mặt lưng thì hơi xước miếng cho nên mình thanh lý bán rẻ đây nè. Xước hai miếng. Nhỏ xíu à, không ảnh hưởng gì hết. Bị xước nhẹ ở đây nữa đó, nó bị xước thôi nha, bị xước cấn nha, chứ không bể vỡ gì hết nha. Xước cấn thôi chứ không bể vỡ gì hết. Còn lại là đẹp, đẹp như mới luôn, đẹp như mới đây nè đó. Còn action của đàn thì siêu thấp, đây rất là thấp luôn, thấp lắm, thấp ơi là thấp. Đây mình lấy cái thước đo tiếp cho anh em coi này, rất là thấp nha. Đây nè, rất là thấp, nó nhẹ lắm đây nè đó, đúng không? Cái độ cao ở trên đây nhưng mà dây nó, cái dây nó nằm ở dưới, dưới độ thấp luôn, nhưng mà cần phím rất là êm, không rè, không hư nốt gì hết nha. Đây mình test từ trên xuống dưới. Đó, cây này là giá mình bán 1.400.000. Vừa test ngăn phím xong là không có phím nào bị hư, bị lỗi, bị cấn gì hết. Bộ khóa còn đẹp nguyên luôn nè. Khóa đẹp nguyên luôn nha. Đó, chỉ có lưng xước xát nhẹ chút xíu xíu thôi. Cái này mà anh em nào chịu làm phết lên sơn cái là nó mới đẹp thôi. Tự nhiên mình bán là mình bán đàn zin, zin 100% luôn. Không có sửa chữa, không làm gì hết. Đúng không? Mình thanh lý rẻ cho anh em. Âm của dòng này thì cũng rất là ok. À, anh em nghe thử coi. Đó, âm nó rất là hay, mặc dù giá nó rẻ nha. Cái này mình thanh lý rẻ thôi chứ giá gốc nó cũng phải 2.000-2.000 mấy một cây đó. Cây này bình thường ngoại hình mà cỡ này á là thị trường họ bán khoảng 2.000.000 luôn á, 2.000-2.500.000 gì đó, tùy nơi bán nha. Tự nhiên mình muốn bán rẻ cho anh em cây này. Bán lấy tương tác thôi. Đây nè, rất là rẻ. Thấy không? Bảo hành 1 năm nha. Đàn mình bảo hành 1 năm. Thông tin mình có ghi với phần tiêu đề với cả phần mô tả ở dưới. Có số điện thoại, địa chỉ, có website, có giá của sản phẩm luôn. À, anh em nghe thử cái âm nè. Đúng không? Âm rất là hay. Những cái đàn mà action nó thấp vậy á thì anh em bấm những âm chặn nè, anh em có từ để tay vô nè, mình để tay vô rất là nhẹ đó, để nhẹ thôi nó vào rồi, anh em không cần phải gồng sức dùng sức để mà bấm vô đâu, bấm rất là nhẹ nó đã vào hợp âm rồi đó. Nó rất là nhẹ đã vào hợp âm rồi. Đàn mình bán giá 1.400.000 nha.